tiết kiệm hả? Ở bên chợ Thọ Quang á. Em chụp bàn rong cường thèm không? Mà thấy tháng cái cầu này không ăn được này. Nhưng mà ngon á, nhiều bánh xì mà. Mẹ mình mua được mỡ tôm tí. Đổ ra, đổ ra. Rửa cái này đã. Thôi cái này cái tôi lấy. Chả cái gì, rửa sạch đi. Vô à? Rửa sạch đi làm sao? Nhỏ nhỏ, nhỏ nước trời. Em cũng ghê nhưng mà con này em ăn rồi nên không phải ghê chứ. Nhìn mấy con sâu mà mấy con rắn mà không có chân nên ghê lắm. Con đi thì họ ăn đài nhưng mà ăn gì thì có lắm luôn. Còn con bự không đó. Không mà còn bữa nay ở bên đó còn cái này không á. Rẻ thế thế mà ở nhà năm đẩy không có. Không, nếu như họ mua cái này mà gì họ bán họ không có lời đâu. 60.000 một đĩa thì nó làm được 2 đĩa thì... Mình cái đào này vui rồi. Cái này cái đào này, cái này vui rồi.